Không, canh tháng 10 á, tháng 10 á, nó rớt xuống bự bự lắm em. Đúng rồi. Đó, nó đó, xà tin nó thấy không? Trái nó còn gai Ừ. con đó. Bơm mình còn không đó. Dạ. Ồ. Ở đây trái lê quá trời luôn nè mọi người. Nè. Này trái lê nó càng bự ra nè anh chị. Rụng. Mà nấu nước cũng hết ngon rồi chứ. Wow. Nó mềm xèo à. Ngọt hả chị? Xin chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình Thảo với gia đình anh bạn đi hái trái cây trên rừng Sa Ven nè. Rồi quay cho mọi người cùng xem. Giờ đi hái bơm và những cái trái cây khác nữa. Thì mời mọi người cùng xem video cho vui nha. Đâu chắc sớm người đụng chợ luôn mới tâm. Ủa mà nó đi đâu đó đi đụng cái trụ tôi chết chứ. Nè, không thấy hả? Bà xã. Đang trời ơi, tự nhiên tôi vô tôi hứng hả? La ông trùm lên cái không tự nhiên. Bữa thả không với ông Tâm ra biết sao mà tôi buồn vậy không? Tôi nấu tới 2-3 giờ sáng không vô ngủ nên chả nổi quạo. Ông này có một cái cành anh lắm nè. Ông cũng không phải. Chả nổi quạo chả chửi cho anh chả chửi. Chả chửi. Tôi trẻ, tôi ông thấy tôi trẻ đâu ăn hết đâu phải không? Cũng may lắm á. Cây táo mình nó đỏ. Ủa, có hai trái bơ đằng này không? Hái hết luôn đi ha, tại vì mình cũng nấu mà phải không? Nấu ngon quá thì bởi vậy phải nấu, mình nấu phải 5 người ăn rồi. Nấu phải nấu 5 người ăn mà ăn ăn khác hơn chiều. Để 5 người đó không ăn. Có phải
Đây. Bây giờ hái trên cao thì không được. Lụm. Trời ơi, trái cầm lắm rớt xuống. Không. Không ngon đâu. Trái cũng cứng. Thôi. Thôi lắm. Thôi đừng lụm. Giờ qua bên đây là cái lê hái tiếp tục mà nó cao quá, hái không biết tới không. Giờ em lụm ha. Em. Mưa này nghe bà con. Bây giờ đánh xuống là dưới trái nào nó cả sông chảy lắm đâu. Cái lê nè mọi người. Còn nó rộng ngon lắm. Ngọt ghê luôn á. Hát luôn. Ý là hái trên cây mà nó còn muốn mềm dữ lắm á. Cứng cứng vậy qua cái cây hả, mình che á. Dạ. Lấy bên này được ha. Một. Hai. Ngon quá mọi người. Ngọt á. Anh lơ nào quăng cái nào anh nhớ để thôi không biết đường lật lật cái ấy xong rồi. Phải rồi. Ngọt ngay hả? Ngọt hả? Ừ. Anh ghét mấy cái lá này nè hả? Sao đâu? Ừ. Đừng lại. Lá này bây giờ nó đâm vô cái chân. Đi mấy thấp thấp đi. Mình về mình cũng đâu có là ăn đâu, mình cứ nấu thôi nè. Nấu thôi, nấu. Ừ. Ăn uống gì thôi. Hái tại chỗ, ăn tại chỗ luôn. Không có đi bệnh nữa nha. Lâu lâu hứng thì đi với tôi. Tiếp tục. Kia, lâu lâu vài ba tháng đi lần thôi. Một vài trăm chơi bữa rồi nghỉ chứ đừng có thu giờ về chục rồi chục phải ngày còn bữa này nó tệ anh em thì thích thì nhau mới nói chứ còn chuyện không chơi tiền của ông cũng hơi trong như tôi cũng như là cứ ngày tính em thua 20-30 là khá nhiều thì tôi nói anh em tôi cũng nói chuyện là tôi tại tôi không phải là em được không, tôi cũng đỡ buồn vợ tôi cũng đỡ buồn vậy, tôi không phải là người đàng hoàng đâu, tôi cũng chơi cũng bấy nhảy mà mình chơi biết mình thấy mình mệt mỏi rồi. Chứ ông biết mà ông quen tôi mấy chục năm mà cũng biết tôi rồi. Bữa nào mà tôi nghĩ là bữa nào mà ông về ông phát điên với tôi là chắc bữa đó ông quét sạch cái băng của ông rồi. Nên ông về ông điên với tôi. Ông cái này nó cũng có một phần nha ông thật. Tôi đâu có quét gì. Chơi á, mình thua cái về nhiều khi mình bực bội á. Cái tôi hồi trước tôi có bị nè. Về tự nhiên mình hay
nói chuyện với vợ con nó cũng thấy cỡ đó cũng có một phần, mà thay vì bình thường mình không có nói, nhưng mà cái lúc đó mình thua cái lời này mình nhiều nói. Nước hả chị ha? Không kiếm cái gì làm đi, làm cả sáng rồi kiếm cái gì làm buồn chạy lên chơi. Cây lê rất là nhiều trái luôn á mọi người. Giờ hái trái cây tiếp. Bà muốn tôi chết không rồi không? Vợ đó. Cái mồm đó tôi muốn thích. Tôi thích cái mồm khác, giờ cái mồm đó là cái gì lắm. Cái dễ dụng ta. Bà chứ. Không biết sao tôi muốn ông chết hả? Muốn ghét không? Tại tôi không thích nghe nhạc mà ông cứ mở nhạc giật gân cho tôi nghe hoài. Không được. Trong một đám ông thợ biết ông mà giận cái gì là ông phải nói cho hả giận đó. Làm lần đi tôi dối dối mệt quá. Ông cao tôi ông dối lần ấy. Nói là chui xuống đất vẫn còn nghe á nghe. Ông phải nói cho hả giận. Rồi nói xong đập vô á anh. Nói xong cái buồn. Thầm ơi, thấy lúc giận là phải nói cho thí. Chúc thí. Bước ngay chỗ này nó giận. Lấy đi chứ. Đập vô cái anh. Nóng mà. Em cứ đập đi. Anh lo cho. Wow, bự giả mang luôn. Ăn trái đó đi chị. Kìa, trái anh đưa kìa. Trái đó ngọt đó. Đây bơm nữa nè mọi người. Mới hái được mấy trái bơm. Giờ hái tiếp. Chú ở đây anh bơm gần xỉu nè. Gần xỉu hả? Mười trái luôn. Thấy vỏ luôn. Gần tay rồi, nhiều lắm á. Từ giờ mới hái chút từng người vậy. Bự không vậy? Bên đây trái bự không vậy? Thì bên đây là tôi bị hư cáo da cho ông thí. Ồ, đã chưa? Ôi. Trời ơi, bố đã quá ta. Bự không à? Ừ. Mẹ con nước cũng con. Bự chỉ đau quá anh. Con ngồi đi anh ngồi đi. Trái nào trái nấy nè. Bự quá. Cái cô chú bác. Thấy à, thấy video đó hả? Chưa coi hả?
nước luôn. Ở đây đó cái trái nó đã cùm cùm nó dằn. Để chút nữa lượm luôn để nó rớt lên đầu. Đầu á. Không mấy trái được. Tôi ghi âm lại, tôi gửi qua cho ông ta nghe. Thấy cái vợ chồng nằm không cãi, anh với Thảo lâu lâu cũng cãi xịt tối chứ không cãi em bỏ đi. Cũng quá quyền phát thôi chứ. Cấm không cãi nhau chứ, đôi lúc cũng nó thiếu muối. Mấy Thảo nó cho ông nhà muối. Để cãi nhưng mà đừng có cái gì quá thôi. Mê luôn. Hết cho nhiều luôn. Ừ. À, một bự không á chị ha. Nó được bỏ đường nhiều vừa uống là uống ngọt quá cũng không tốt. Tôi uống xét rồi, ông nội kia ông đòi uống đường kìa. Tôi uống xét mà. Ông đòi uống đường, ông đòi ngọt mà ông bút cho anh ta mặn chát rồi. Có con gái cũng đỡ buồn ha, có gì hai mẹ con đi ra viên ngồi tấu hỉ với nhau cũng đỡ buồn. Đây nè anh. Thôi nghỉ đi anh Thà. Nghỉ đi Thái cho. Sợ nhất á, giờ nói thì nói làm sao cho mọi người hiểu đây ta. Cái em sợ nhất á, em qua đây giấy tờ em chưa vững. Giấy 2 năm à. Giờ đã nói một là tiếng không có tin tưởng á, một tiếng bẻ đôi á thì em cũng không biết nói nữa làm sao có nữa. Gì, có gì em bây giờ ngày mai ổng lật ổng lăn đùng ngã ngửa ra em làm sao đây? Đó, tối ngày em phải lo cái thân em chứ. Mà ủa, mình sao nói không lo? À, ủa mà anh nói với em sao? Anh biết anh. Mình sống mình không biết mình đó là dở. Ủa anh biết vui. Anh ngày mai anh chết, ngày mai anh sống không, hả? Không phải biết vậy, luôn hả? Không phải vậy. Vậy anh vui là anh có sức, là anh tăng cực, tăng cường, tăng sức lên rồi trẻ. Anh khả năng em mà đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ cơm áo gạo tiền em không cần phải suy nghĩ đi, em nghĩ làm liền. Ừ. Nghĩ liền chứ, luôn, không cần. Ở nhà không sướng hơn đi làm sao? Mà... đi làm về mệt lắm đúng chứ. Đúng rồi. Mà đâu phải người ta nói không cho đi làm. Bà xã tôi nè. Đó. Móm rồi đây móm. Phải nói em mình nghỉ được 2 ngày để mua bà Lan chơi. Ngồi đây nè. Không thiệt. Qua bển mình ngủ nhà ông anh đó một hai đêm rồi mình về cũng được. Đi
còn không có thì ông coi khách sạn cái bên đó, nhà trọ mình nói thân thang. Ta đang mệt mà dựa vô quỷ già. Nhà không thấy kìa, không dựa vô sao thấy đó. Nhà ông cả đóng chỗ ngủ mà đó. Ngủ một hai đêm đó. Lúc em cười có thấy đường không? Em không thấy gì hết nhưng mà anh đưa tiền là em thấy. Bất cười hiên. Biết cây bên kia là gì mà thấy có trái. Cũng đâu nó đó. Hai chưa hết. Hai chưa hết ở đây, hai chưa hết. Mà sao mấy cái cây ở ngoài này hột nó nhỏ xíu à? Hột nhỏ nhí à. Chắc nó gần hơi người á, nó nhỏ. Không phải đâu. Nó cũng lớn, nó cũng nó không đủ lạnh mà. Ở trong kia ha, trong kia hột bự vậy nè. Lên sâu lên đồi á, hột bự lắm. Nhưng mà đi cũng mệt lắm, lượm xa mới có một cái. Còn cái chỗ mà mình kể mà đi lùm lưới á. Trời ơi, ngồi lùm. Mê luôn. Nó y như bên đó vậy. Vậy là còn tháng nữa mình đi, tháng rưỡi hả? Tháng rưỡi nữa đi. Y như cái trái bò, trái bò rụng ở dưới đất làm sao ha. Là cái hộp y chang vậy luôn á. Trời ơi, ngồi lùm một cây thôi. Nãy em thấy cái cây nó ở ngoài không? Thấy nó không? Tại nó chưa lớn thôi. Nó đang lớn ở trong đó ha. Nhưng mà thí dụ mà một luồng gió mạnh đó đã nó rớt xuống à, nó bể ra hả, nó nứt ra, nó nứt ra và nhiều khi hột xuống thôi, không hột cũng còn nằm trong đó, nhiều khi á, cao quá nó văng hột ra cũng có nữa. Rồi mình nãy còn mình làm biến mình đi lũm cái ngoài mình rớt đó, mà ở đây đa số ngoài này á, vòng ngoài này nó nhỏ, còn lên tới trên á lội bộ thôi, lên dốc mệt quá. Hết thấy em rồi. Giờ đang ngồi dưới gốc bơm á cả nhà ơi. Mấy giờ? 3:10. Về không? Lắm có một cây mà quá trời quá đất. Kìa hai bịch rồi kìa. Về. Cái nồi mình này nấu về chưa được nửa giỏ đó. Chia ra làm hai được rồi. Cái gì lập cái bụp đó. Cái đang tự rụng, nó tự rụng. Trời, cái cây đó nó rụng xuống là nó trắng. Bữa hổm mình thấy mà nó đâu có nhiều dữ ha. Hôm nay nó mới lòi ra. Cái đó mình ăn được. Giờ nó bự rồi. Thấy gì? Nó lòi ra ha. Quá trời không sao. Cái này mà mình uống hết đợt này mình lên chắc không còn nữa ha. Hay là già mà. Nó thúi hết. Đợt sau lên là nó rụng hết rồi. Lúc đó mình lụm. Cái này đợt sau lên mình còn nữa nè. Cái này nè. Còn nữa mình đâu có lấy trái hết đâu. Nhỏ nhỏ nó còn nữa. Nhưng mà đâu có lên hết được. Phải leo không? Mình phải thủ cái cây. Cây móc. Cây móc nhà em có nhưng mà nó dài nhưng quá. Nhưng dài sao chở. Mình phải có cái loại mình xếp lại như nè. Ha. Tới đây mình kéo bung ra. Không mà làm cái đồ móc quần áo đó, một kiểu cái cây. Về không? Về cho nó nghỉ ngơi chút. Về. Rồi. Con thiếu về. Nghỉ ngơi chút. Rồi ông cứ đưa nó làm. Rồi, hành trình đi hái táo. Đến đây kết thúc. Nghỉ một chút. Nghỉ không? Về nghỉ không? Hay là đi làm luôn? Muốn về nghỉ như tại nhà anh Tân rồi anh đưa đi luôn cũng được. Về nhà anh Tân em nằm chút bình. Về nhà anh Tân đi. Về nhà anh Tân em nằm chút anh đưa em ra làm luôn. Cô này chưa muốn về đâu hả? về cũng vẫn về nhà em thôi. Đứng lên cho nhớ dép nè, đưa đây coi. Đứng được mà. Con kiếp sách kìa, kiếp sách bên kia kìa. Cái lê thì nhiều quá mà cao quá không hái được luôn á mọi người ơi. Không để ảnh xách đi ảnh. Nó niễn.
Và đây cho mọi người xem trái sa ten, còn gọi là hạt dẻ đó mọi người. Tới đầu tháng 9, tháng 10 á, là nó rụng xuống. Là dân ở đây người ta đi lụm dữ lắm, nhiều lắm. Ở đây cũng có nhiều người đi lụm lắm á mọi người. Giờ hiện tại vợ chồng Thảo hái xong rồi. Giờ đi ra thì cũng có hai vợ chồng Tây đi vô hái bên cây lê á. Nãy hả? Đây toàn núi non không à mọi người ơi. Dạ thôi Thảo xin nói là chào tạm biệt cùng mọi người nha. Video đi hái trái cây hoang của gia đình Thảo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn mọi người đã xem ủng hộ. Và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới. Bye bye. Ai cũng lên xe hết trơn rồi. Giờ Thảo mới lên xe nè. Và đây là mớ trái cây rừng mà Thảo hái ở trên rừng đó. Đây là bơm. Đây là trái táo nè mọi người. Này táo sạch đó nha. Ở trên rừng mình hái không có thuốc gì hết á. Trái lê rất là ngon. Hôm qua Thảo ăn ngọt ngay à. Nước nhiều á.